Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi những thông tin thể thao đáng chú ý trên kênh YouTube Báo Dân Việt. Thưa quý vị, SEA Games 32 với số huy chương vàng áp đảo đến từ đoàn thể thao Việt Nam, trong số đó có không ít kỷ lục được thiết lập. Một trong số những kỷ lục đó phải kể đến cô gái vàng Nguyễn Thị Oanh với thành tích đáng nể mà không phải vận động viên nào cũng làm được. Sau khi giành chiến thắng, Nguyễn Thị Oanh đã nhận về cơn mưa tiền thưởng đến từ các đơn vị. Tại SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh là vận động viên giành nhiều huy chương vàng nhất cho đoàn thể thao Việt Nam nội dung cá nhân, với 4 tấm huy chương vàng ở các nội dung 1.500m, 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Đặc biệt, chân chạy người Bắc Giang làm nên kỳ tích phi thường khi giành cú đúp huy chương vàng ở nội dung 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật chỉ trong thời gian khoảng 20 phút. Với những đóng góp lớn và hình ảnh chiến đấu kiên cường, không bất ngờ khi Nguyễn Thị Oanh nhận mưa tiền thưởng sau SEA Games 32. Ngoài mức thưởng theo quy định của nhà nước 45 triệu đồng một huy chương vàng SEA Games, vận động viên 27 tuổi còn được thưởng nóng hơn 400 triệu đồng từ các đơn vị, được thưởng một xe ô tô và một căn hộ từ nhà tài trợ. Như vậy, đến thời điểm này, Nguyễn Thị Oanh được thưởng gần 3 tỷ đồng bao gồm cả hiện vật. Đây là mức thưởng cao nhất dành cho một vận động viên của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. Bên cạnh những phần thưởng giá trị trên, Nguyễn Thị Oanh cũng vinh dự trở thành vận động viên duy nhất được trao tặng huân chương lao động hạng nhì trong lễ biểu dương các vận động viên và huấn luyện viên đạt thành tích cao ở SEA Games 32. Ngoài Nguyễn Thị Oanh, vận động viên bơi lội Nguyễn Huy Hoàng cũng nhận mưa tiền thưởng sau SEA Games 32. Được biết, kỳ ngư người Quảng Bình nhận thưởng gần 200 triệu đồng từ tỉnh nhà. Bên cạnh đó là mức thưởng theo quy định của nhà nước với 3 huy chương vàng, 1 huy chương đồng. Tương tự, kỳ ngư Trần Hương Nguyên nhận thưởng 180 triệu đồng từ đơn vị chủ quản quân đội, ngang với mức thưởng theo quy định của nhà nước. Về tập thể, đội tuyển nữ Việt Nam với tấm huy chương vàng lần thứ 4 liên tiếp cũng được tặng thưởng gần 6 tỷ đồng bao gồm 3,6 tỷ đồng từ VFF và hơn 2 tỷ đồng khác từ các nhà tài trợ của bóng đá Việt Nam. Với U22 Việt Nam, dù không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch, nhưng thầy trò huấn luyện viên Chu Siêu cũng đã nỗ lực hết mình để giành tấm huy chương đồng và sẽ nhận được thưởng 2,4 tỷ đồng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Hy vọng với những sự động viên kịp thời từ các tổ chức cá nhân, các vận động viên sẽ nêu cao tinh thần hơn nữa, cống hiến hết mình cho thể thao Việt Nam, khẳng định sức mạnh và vị thế của Việt Nam trong khu vực và hướng tới vươn ra tầm quốc tế.